Kiều Giang xin kính chào quý vị. Chúng ta đang xem đài truyền hình Thái Bình TV Online.com. Đây là show giải trí Makeover Show. Hôm nay mình có người mẫu phái nữ vô để mình cuốn tóc loạn và trang điểm. TVonline.com. Hẹn quý vị là gặp lại chương trình tới. Và hãy nhớ, nếu có ý kiến gì đóng góp, xin hãy email Kiều Giang ở email dưới màn ảnh, email kiều giang425@yahoo.com. Kiều Giang rất mong mỏi sự đóng góp của quý vị và sự ủng hộ. Nếu có bạn bè nào giới thiệu cũng xin hãy email vào. Cảm ơn và hẹn gặp lại sau.